Với ẩm thực Thái Lan, xoài đóng vai trò vô cùng quan trọng khi xuất hiện trong rất nhiều món ăn cổ truyền của xứ sở Chùa Vàng. Tuy nhiên, quy trình làm ra một bịch xoài siêu xanh lại khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang. Theo clip, sau khi gọt vỏ những trái xoài xanh, một nam thanh niên đã đổ một loại hóa chất màu xanh đậm đặc vào thùng, rồi trộn đều bằng tay không và bỏ xoài đã thấm hóa chất siêu xanh vào bao ni lông. Bên cạnh khâu chế biến mất vệ sinh, thì chỗ làm xoài cũng khiến nhiều người ái ngại khi không có vẻ gì là vệ sinh cả. Đồng ý là những đồ ăn vỉa hè thì khó mà làm chỉnh chu được, nhưng trộn bằng tay và ngâm tẩm hóa chất thế này thì thật là đáng e ngại. Vẫn tò mò không biết hóa chất màu xanh kia là gì. Hồi đó đi chơi, nhìn mấy bịch xoài này, mình cứ thắc mắc, không hiểu vì sao nó xanh thế, hóa ra là có lý do cả. Chuyện chăm bón trái ngọt, chờ đến ngày hái quả, nhưng bỗng dưng quả không cánh mà bay đã từng khiến nhiều chủ nhà đau đầu. Mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện những tấm hình về hành động bảo vệ cây ăn quả đầy hài hước của một chàng trai khiến ai nấy không khỏi bật cười. Theo chủ nhân bài đăng, trên hai trái khế mọc bên cạnh đường của nhà cô đều được khắc chữ Toàn đã đến đây và trái này của Toàn. Có lẽ một anh chàng nào đó muốn ăn khế nhưng quả hơi xanh nên đã chọn cách khắc tên lên để đánh dấu chủ quyền. Nhìn trái khế xong mình thấy hoang mang, không biết ai là chủ nhà nữa. Đánh dấu mã đề để tránh gian lận, quay cóp luôn là một vấn đề đau đầu của nhiều thầy cô. Mới đây dân tình được dịp xôn xao với bộ mã đề độc nhất vô nhị khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải đứng hình. Thay vì sử dụng cách đánh số truyền thống, những đề thi này lại được sử dụng QR. Nếu muốn biết mình thuộc mã đề gì, học sinh phải sử dụng điện thoại hoặc một máy quét chuyên dụng. Tất nhiên khi ở trong phòng thi, các dụng cụ này đều bị cấm. Học sinh dù có muốn biết ai trùng đề với mình thì cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế rằng khó vật ra được. Thế là hết quay cóp, gặp phải trường hôm nay thì lớp cứ phải gọi là im phăng phắc, chẳng dám hỏi bài hay trao đổi với ai luôn. Có dám thì cũng chẳng biết ai mà hỏi. Tiêu dùng không chạm xin dừng lại ở đây, hẹn quý vị ngày mai.